này bữa mình hái nè các bạn. Nó lên rồi nè. Quá trời đã nè. Mình hái chắc bụi này là đủ ăn luôn. Mình hái hẹ mình cũng hái tuốt dưới đất vậy đó, cho nó lên nó mọc hơn là mình hái ở trên. Quá trời đã. Bụi là đủ ăn luôn. Bây giờ thì mình đi trồng bông cải ngũ sắc các bạn. Ở đây có bông cải trắng, bông cải xanh, tím, rồi broccoli, đủ loại luôn. Thì những cái mình ươm, một cái thì mình mua. Mà hôm nay không có thời gian trồng nên lớn quá chừng luôn rồi. Lỗi thì mình đã đục sẵn hết rồi, mà không biết có ngay không. Trồng vô méo xẹo, ông nông dân cũng chê nữa. Cái này là bông cải xanh mình tự ươm các bạn, ra nó hơi ốm yếu. Bông cải xanh loại này nè. Nhưng mà này nếu mà gặp ngay thời tiết nắng ấm áp là nó lên nhanh lắm. Cốt ý là mình kêu anh nông dân làm ở trong đây để cho mình vô trong đó trồng cho nó dễ. Mà cuối cùng thì ảnh lại bỏ đồ trong đó, thành ra không có vô được luôn các bạn. Tại vì bữa mình mua mình tính trồng hết luôn cái loại mình mua, nhưng mà cuối cùng thiếu ra mình phải ươm thêm. Cây khỏe mạnh ghê luôn. Còn hái này là màu vàng với lại màu xanh, mà mình không biết cái nào màu vàng, cái nào màu xanh hết trơn á, để trồng cho nguyên hàng. Leo vô trong, trồng được mấy cây trong rồi các bạn. Đầu mùa ở đây khi gió dữ lắm, cho nên mình trồng sâu sâu một chút cho nó khỏi ngã. Coi chứ vậy mai mốt cũng phải lấy mấy cái cây á, ghim nó.
nghe không ta? Cái này là bông cải trắng các bạn. Bông cải xanh. Cái này ta kêu ở bên Việt Nam hình như là người miền Bắc kêu là súp lơ. Súp lơ xanh. Có một cây nhỏ xíu xíu, không biết sống không nữa. Rộng vậy. Mình mới trồng cho nên gặp trời nắng nó dễ bị héo lắm. Nhưng mà mình trồng buổi chiều thì tốt nhất hơn các bạn, tốt hơn. Nếu mình trồng buổi sáng vậy lâu lâu cái mình ra mình xịt nước sương sương vậy nè, cho nó đừng có héo. Không thôi nếu mà mình bận á, mình không có thời gian xịt nước thì mình lấy cái chậu á mà có lỗ cái mình đậy nó lại. Giờ thì mình trồng mấy cái xà lách lá vô đây các bạn. Bữa mình trồng cải cầu vồng đây nè. Mình ưa mình trồng. Cũng tốt ghê lắm. Bắt đầu nó phát. Nhưng mà tự nhiên không biết con gì nó ăn cái cắn ngang đầu. Chắc nghĩ có con thỏ quá. Còn lại có 4 cây, 5 cây. Thì mình bứng lên chậu rồi. Đây thì trồng xà lách lá đây. Không biết con thỏ nó ăn không đây nè. Hôm nay tự nhiên có 2 con thỏ nó cứ vô vườn mình hoài à. Mùa này thì trồng xà lách này nó chịu lắm luôn các bạn, dễ. Trời bắt mát thì phát manh mau lắm. Cái cá tàu này á, cái rễ của nó ăn phân dễ sợ luôn các bạn. Bữa mình đổ đất vô đây á, xong rồi nó ăn hết trơn luôn á, cứng ngắc luôn á. Xong rồi mình phải xới lên, mình đổ ra bớt rồi mình đổ thêm số phân nấm vô nè mới trồng rau được. Chứ bữa hổm là cái đất cứng ngắc, không có trồng cái gì được luôn á. Có nhiều bạn kêu mình trồng này gần xa xa nhà để cái rễ nó vô á. Nhưng mà tại vì ở dưới cái đất của nhà mình nó toàn là cát với lại đất sét không à, không có cái cây gì mà nó ăn rễ nổi luôn các bạn. Cái thông nó còn ăn không nổi. Thành ra là khi mà mình trồng rau mình phải đổ đất á, không đổ là không có trồng được gì luôn. Hay xong rồi thì giờ chị tưới sờ sờ thôi.
Hôm qua thì trời nắng, bữa nay trời mưa dầm về lắm các bạn. À, đây thì mấy cái cẩy, bông cẩy bà xã mình trồng bữa hôm kia, hôm qua nè các bạn. À, bữa nay nó lên tươi lên rất là tốt luôn nè. Đó. Còn chỗ này thì tỏi, tỏi nay nó lên cũng rất là đẹp. Đây là mấy cái cẩy salad romaine nè các bạn, trồng hôm nay. À, bữa nay nó cũng lên rất là tốt. Ôi, mưa quá trời. Thì vừa mấy rồi trời ấm ấm cho nên mình dỡ cái nhà kính mini ra này không. Nó tốt quá em. À, mưa trồng gặp mấy ngày trời mưa ra nó đỡ mất sức các bạn. Ừ. Cái này mình trồng, bà xã mình trồng nè, cách đây một bữa, gần hai bữa rồi. Ừ. Hồi bữa nay trời mưa quá chừng luôn, mình vô nhà kính hái mớ rau các bạn. Đó. Ở đây trời mưa, nhưng mà có những cái chậu xà lách này, trời gặp mưa cái nó rất là tốt các bạn. Nó sung lên thấy rõ luôn. Nhưng mà mưa xong rồi trời nắng nắng chút thì nó rất là màu lớn. Đó. Cái tầng ô cũng bắt đầu nó phát rồi. Tầng ô rồi, cái nhà kính mini mình chưa dỡ nó ha. Anh nghĩ dỡ là được rồi á. Anh thấy trời bằng đêm nó cũng 4-5 độ rồi. À, thôi để chiều dỡ luôn. Ừ. Bự lắm. Ừ. Ở đây thì cái rổ nè các bạn, mai nó cũng lên rất là mập rồi nè. Đó, vô nhà kính, trời mưa ướt áo hết. Ở nhà kính thì bữa nay cũng rất là nhiều rau cải, ồ ào, cải romaine lettuce chỗ này. Sắp sửa thu hoạch được rồi đó. Chưa đâu. Cái đó nè. Anh nghĩ hai cái này thu hoạch được rồi nè. Cải xanh với cải bó xôi với cải trắng. Với lại cải xà lách nhỏ. Xà lách nhỏ bên đây nè các bạn. Đó, bữa nay thì hái gì em? Ở bữa nay em hái ít rau thơm nè. Trời mưa mà thèm ăn. Mấy bữa trước trời nắng ngon quá. Cái bữa nay trời mưa. Mấy bữa trước thì ông chua là Mon đi công tác. Dạ. Yeah. Với lại cuối tuần mới ăn được các bạn, khi ngày đi làm thì ăn sơ sơ thôi. Em hái bên đó hả? Bên đây thấy nó ngon quá nè. Hay là để dành. Để dành đi, hái bên đây luôn đi ha. Ừ. Các bạn, cái này thì nó hơi ngắn nhưng mà cỡ vậy ăn mới ngon nè. Quá trời mập ha, cái cọng đó. Dạ. Yeah. Cái này mình hái vô mình ăn gỏi cuốn ha em? Dạ. Thường thường hồi đó năm này lúc này thì nó mới lên à. Bây giờ này á các bạn. Nhưng mà năm này thì hai vợ chồng mình để cái nhà kính ấm ấm qua mùa đông á. Cho nên rau cỏ đồ nó lên sớm. Những cái nào nó chịu lạnh được cái nó... mình cứ thu hoạch ăn hoài ha. Các bạn, wow, trời ngon không? Cái này nó mập ú luôn. Mà nó hơi đỏ đỏ là tại trời lạnh á. Ra lá nó đỏ chứ không phải là loại này là loại vàng. Ừ. Thì đặc biệt là cái rau răm này là ăn suông xiết suông suốt xuyên, mùa đông luôn. Xiên suốt. Xiên suốt. Suông xiết. Nói chú lòng lên ông ơi. À, ở ngoài trời mưa cái nó lập đọp. Anh ở đây mà chắc mình văng võng đây mình ngủ chắc đã lắm. Văng đây văng cho nhà kính nó sầm luôn. Đó thì cây bồng ngót, cây bồng ngót ngày mai mốt trời ấm ấm cái nó lên dữ lắm. Ở đây thì bà xã mình cũng ươm hạt dưa gang đồ ở đây hết nè các bạn. Nhưng mà trồng chưa được đâu. À. Dưa gang đồ nó thích ấm, mình trồng ngoài lạnh lạnh như vậy cái chết à. Cái thúng cây á này bắt đầu nó lên rồi. Thúng cây. Ồ em hái mới hẹ luôn. Hẹ. Dạ hẹ này bữa mình hái nè các bạn. Nó lên rồi nè. Quá trời đã nè. Mình hái chắc bụi này là đủ ăn luôn. Mình hái hẹ mình cũng hái tuốt dưới đất vậy đó cho nó lên nó mọc hơn là mình hái ở trên. Quá trời đã. Bụi là đủ ăn luôn. Dạ, chắc em hái mới cần nước.
từng ít chanh. Có rau răm không? Rau răm chắc còn hả? Rau răm còn, với lại nó còn ít quá bạn, để cho nó ít bữa mình có còn ăn. Nước thì bà xã mình bỏ chút đất lên hả các bạn? Rồi. Đó. Còn một phần nhỏ xíu. Nhỏ xíu chỗ này mà ăn kiệm á các bạn, để mai mốt bà xã mình nói để mai mốt để một chút xíu mai mốt ăn bánh xèo. Xèo. Nè. Giờ thì nó bự hơn là lúc bữa. Đó. Quá trời nó mập. Cái nào nó lọt luôn ta. Cái này mai mốt mình bắt mà mấy con cá mình thả vô đây. Cá ly thi hả? Ừ. Cái này mai mốt cái mùa hè nó ấm á, cái mình cho nước nhiều một chút cái nó cao lắm. Quá trời nó cao không? Cái này khi nó lên cao, tới đâu có mình đổ nước thêm tới đó cái nó lên cao mà nó non lắm. Đủ ha. Đủ rồi. Rồi. Ở đây thì cải thảo tím thế này nó lên cũng tốt ha. Dạ mình trồng cái gặp mấy ngày mát mát đó bà, xong cái nó lên. Này trên là... đây thì có rất là nhiều rau nè. Su nè. Cái này củ cải rồi đủ thứ. Rồi su hào, đậu bắp rồi mình ôm đủ thứ luôn các bạn. Có thu hoạch gì không em? Ồ chắc ra hái hành luôn anh ơi. Ừ, hái phải nhanh không là ở ngoài trời mưa. Dạ. Ồ cái này phải trồng nữa nè. Ăn xong rồi dắt ra trồng. Ừ, cái này là cái cải bụng to nè. Dạ. Cái này nó có cái bụng bầu, mình kêu cái bụng bầu tại vì nó giống như cải ăn nó cay cay giống tàu sậy hay là cái wasabi vậy các bạn. Cái bầu tạc Nhật á. Đóng cửa không? Thôi để đây, thôi khép lại cũng được. À tự khép đi, em bỏ quên nón rồi, thôi kệ đi. Đó, hành trồng ở đằng kia các bạn, ở hàng rào á. Thì qua đây thì đi ngang mấy cái chậu xà lách này nay nó tốt quá trời nè. Đã ha. Mấy cái rau này đằng má mình mới cho đem về nè các bạn, má mình ươm á. Cái này hình như là cải zip. Phải không? Ừ, cải long phụng. Cải đuôi phụng. Phải không? Em không biết nữa. Má nói cải tím mà ăn sống. Ừ. Còn trên đây thì cải búp Đà Lạt rất là tốt nè. Nhanh lên, trời mưa ướt áo. Cái này hành bữa mình trồng nhà kính mình đem ra đây nè các bạn. Thì nay nó bắt đầu nó tốt quá chừng luôn. Mình cắt ngang hết luôn. Rồi mình cắt hết để nó già. Cho nó lên lại khác. Thì hành này cũng rất là dễ trồng. Lạnh lạnh chút nó cũng lên rất là tốt. Năm nay là nhà mình ăn hành nguyên một mùa đông luôn. Không có, cũng như là không có dứt luôn đó các bạn. Ở đây thì rau đắng Nhật rồi nó cũng lên rất là tốt nè. Ở bên kia là hành nữa. Ở bên kia thì ngò. Hành bắt đầu nó lên rồi ha. Nhanh lên, anh ướt áo rồi. Anh ướt áo thì cởi anh. Bắt đầu nó ra bông rồi nè. Cho nên mình cắt á, nó lên lại ha. Hy vọng nó lên không có bông. Lên chứ, nó lên lại á. Mà này nó có rễ dữ rồi, chắc mình phải bỏ cho xíu phân gà hay gì vô. Rồi, mình chạy vô cái mình kết luận. Chứ đứng đây nó ướt. Đó. Chạy vô nhà kính, Không phải chạy nhà kính, chạy vô nhà kho. Nhà túp lều lý tưởng. Túp lều lý tưởng nè các bạn. Đó, trời mưa. Đứng xích vô để trời ướt. Mùa này thì cũng còn lạnh với mưa, chưa có ăn ngoài được đâu. Nhưng mà mình có rau thơm về để thu hoạch thì là cà tiệt luôn. Đó nhất là trời mưa như vậy ha. Vô cái có rau thơm, cái cuốn ăn liền. Rất là ngon luôn. Mùa này vẫn còn rất là lạnh ha. Thì mà hái được những cái rau, đặc biệt là rau Việt Nam mình như thế này á, thì rất là ngon ha. Ăn rau tươi. Dạ, với trồng được mớ cái bông cải thì mong là năm nay nó có lên đủ màu để thu hoạch luôn. Trời mưa quá chừng. Mưa à? Dạ thôi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình. Nếu các bạn thích, xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye các bạn. Rồi, đi vô ăn, đói bụng rồi. Đó, ở đây thì bà xã mình có trồng hai cái chậu bông nè các bạn. Hy vọng mai mốt nó có bông. Anh gài nhà kính chưa? Rồi. Đó, cái
cái dường, cái vàng thì vẫn còn tiêu điều quá các bạn. Nhưng thì qua tháng 5 sẽ xanh tươi lên. Rồi, chào các bạn.